thằng Thác đâu rồi? Thác! Dạ. Hay kì. Dạ, mày làm cái gì mà để bà gọi mãi thế? Bà cho gọi con ạ. Chứ mày bị điếc hả con? Làm sao bà gọi mãi mày không dạ thế? Từ từ đã, bà cho con xin hớp nước đã. Không con sắp khô khát, cháy cổ rồi bà. Đây, uống đi. Con xin bà. Nào, cái tình hình thế nào? Dạ, bẩm bà, là bà quên ạ. Bà bảo con đi đòi nợ mà. Ô hay nhỉ, quên là quên thế nào, làm sao mà tao quên được? Bây giờ tao muốn hỏi là tình hình như thế nào? Dạ, bẩm bà là con đi hết các nhà rồi ạ. Chỉ có mỗi nhà ông Xỉu với nhà bà Dần là đòi trả trước một ít. Chứ còn đâu những nhà kia là khất hết bà. Thôi chết nhỉ, cái bọn này làm ăn thế thì chết. Tết nhất đến nơi mà đòi được cứ vài đồng thế này thì ăn uống mẹ gì. Ôi giời ơi, mày á, nói với chúng nó là thế này này, từ giờ đến Tết mà không trả bà tiền ấy thì đúng mùng 1, nghe chưa? Dạ. Mày cứ sang mỗi nhà một canh giờ mày ngồi, mày đòi nợ cho bà để xem chúng nó có mở mày mở mặt ra làm ăn được không nhá. Dạ, thưa bà là thì Tết con còn phải về nhà ăn Tết với vợ con nữa chứ ạ. Ôi giời ơi, Tết nhất cái gì? Không ăn Tết lúc này thì ăn lúc khác. Mày cứ đòi được tiền á là bà có thưởng. Dạ thế à, thế thì con cố ạ. Dạ. Ờ thế chứ. Rồi. Ông về bà. À, cái gì mà ồn ồn ào dạ, ào chào thế? Ông ạ. À. Đòi nợ không được. Tết nhất đến nơi trả cho có bấy nhiêu thế này thì ăn uống gì? Ô hay, vừa mới sáng ra mà hai bà con mày có cái gì mà cứ ầm ầm lên hả? Trời ơi, không ầm ầm á thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm hả? Ngủ như ông mới có ăn cám. Thế những nhà ai trả rồi? Mỗi nhà Dần nhà Xỉu. Thôi, bà cũng không phải lo bỏ trắng răng nhá. Gươm năm hết Tết đến kiểu gì họ chả phải trả. Gươm không trả bà đấy cơ mà bà đến bà dỡ nhà. Ôi trời ơi. Lo cái gì? Ông cũng phải xem thế nào đi. Năm vừa rồi làm ăn chán quá. Đấy, tất cả là do ăn ở đấy. Năm vừa rồi chả chịu đi đâu. Người ta đã bảo rồi, lộc bất tận hưởng. Đúng là sau người đàn ông bị thất bại là người đàn bà xui dại. Ai xui dại? Đây. Tôi xui dại ông cái gì? Lúc nào cũng bo bo ở nhà. Người ta bảo là dâu hiền rể thảo. Rể thì đã thảo rồi, nhưng dâu đâu có hiền đâu. Ăn thì cứ toàn ăn một mình thôi. Nhà nội có bao giờ bà mang cái gì bà đến bà biếu đâu. À, mà kể cả bà nhà ngoại luôn. Ông chí được cái. Sống lúc phải thoáng ấy, người ta bảo sởi nởi đi chơi nó cởi cho. Ki bo thì trời lại co lại. Thế còn than vãn cái gì? Cho nên bây giờ tôi mới quyết định ra đây để bàn với bà về cái việc mà phải thoáng lên một chút. Này, sang năm ấy, có mấy việc phải nhờ ông Lý. Chính vì thế mà tôi biết là ông Lý rất thích chơi đào. Đào à? Ừ. Đào thì đơn giản thôi. Thằng Thóc. Dạ. Đi ra ngoài vườn chặt cho bà mấy cành. Cành nào đẹp thì mày chặt. Dạ vâng ạ. Thoải mái. Con đi luôn ạ. Này. Dạ. Hai bà con mày có bị dở không? À. Gươm. Sao dở cái gì? Bà cứ làm như ông Lý, ông dại lắm đấy. Rõ ràng cái đào nhà mình là đào ăn quả. Người ta chơi là chơi đào Tết, là đào cảnh ấy chứ. Đào cảnh? Đào cảnh ấy, đào cảnh như thế nào? Mà cái cụ Lý lại còn cái lạ nó được chơi rất kỹ luôn. Đào nó phải ba tờ cơ. Đào ba tờ á? Ba tờ là như nào? Không biết à? Không. Đào thất thốn thế. Thất thốn thế? Ừ. Đấy. Thế? Thế nó mới thế chứ gì? Ừ hay nhỉ? Là thế. Tôi đã bao giờ nghe thấy đào thất thốn thế đâu nhỉ? Thất thốn là có nghe, nhưng mà thất thốn thế thì là chưa nghe bao giờ. Ôi trời ơi, thất thốn thế, nghe cái tên nó thấy thốn rồi. Chính vì nó thốn nó mới thế. Không? Mà bà làm sao mà bà biết được, có chịu ăn chịu chơi gì đâu. Cứ khư khư giữ ở nhà, giữ hầu bao ấy. Nhưng mà ông nói thế nào á? Hôm trước á, tôi gặp bà Lý ấy. Bà ấy bảo với tôi là bà ấy thích quất cơ mà, không phải đào đâu. Mà bà này cũng gọi là chơi lắm. Quất mà phải chơi đúng cái hàng quất lâm cơ. Tôi cũng có câu, quất lâm là thế nào? Tức là
ở quất ở trên đường Lâm ý. Quất ở trên đấy nó mới đầy đủ quả xanh quả vàng, đầy đủ lộc. Ông hiểu chưa? À, có cả quả đấy, cả hoa và cả lộc đúng không? Đúng rồi. Hướng thì ở chỗ nào mà quất nó chả thế? Ông cứ nói thế, tại sao người ta phải dùng cái từ quất Lâm? À, đúng rồi, chính vì tôi cũng nghe bảo là năm nào hai ông bà cũng tranh luận nhau, người thì quất người thì đào, năm giờ cũng năm nào cũng cãi nhau. Thế bây giờ là bà một kiểu mà ông một kiểu thế này thì bây giờ tặng thế nào? Hả? Không, tặng quất đi. Tặng đào. Tặng quất. Tặng đào chứ. Tôi đã nói là tặng quất mà lệnh ông không bằng còng bà. Ông hiểu chưa? Quyền toàn quyền ông ấy quyết cả, thế nên tốt nhất là đào. Thôi, ông bà cứ cãi nhau thế nhỉ? Khổ quá. Theo ý kiến của con nhá, là tặng cả hai. Ông đi mua đào, còn bà đi mua quất. Thôi, ông bà đi tìm đi, không thì nó hết đấy ạ. Ô hay, thế bây giờ mày là chủ hay là tao là tớ? Dạ con quên mất. Dạ ở gần ông bà nhiều con lại lây cái tính đấy ạ. Mày á, đi theo ông. Dạ. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Cái đảo thì nó nhẹ nhàng. Bà ấy là đàn bà con gái nhá. Con bây giờ đi theo bà, bê quất cho bà nhá. Còn ông là đàn ông khỏe, cái đào là cái gì đâu, ông bê gọn luôn. Bà không phải đi theo nhá, bà tự khắc bê được nhá. Mày đi theo ông. Dạ. Trái bà đánh chết. Dạ. Vâng. Không nói nhiều. Nào, không đưa tiền mua đào kiểu gì? Sứ này sầu thì này, thế này đây cầm ngân này. Lại có người bê quất hộ rồi gì? Có rồi. Thôi, ta đi con. Vâng ạ. Đi để giữ cái mồm với con nhá. Dạ vâng. Ôi giời. Ôi giời. Bình ơi, mệt quá mình ơi. Lại làm sao? Tết nhất đến nơi rồi. Ôi giời. Nắng quá, đi cấy về mệt quá. Ô, mình ơi. Sao? Sao nhà mình lại nhiều đồ Tết như thế này hả mình? Chờ ông hỏi cái câu này xong ấy, khéo là hết Tết rồi đấy. Ô, tôi nhớ là lúc tôi đi làm đồng, đã làm gì có cành đào, đã làm gì có bánh trưng. Ừ. Mình ơi, sao ở đâu tự dưng lại mọc ra bộ bàn ghế đẹp thế này? Ừ, thì đúng rồi. Ê, tôi làm ra đấy. Mình làm ra? Ừ. Mình làm thế nào mà ra được cả bộ bàn ghế? Lại còn ra cả bánh trưng với cả cành đào nữa. Tôi đi làm từ sáng đến giờ, đói meo ở bụng bên này mà có ra cái gì đâu. Mình khác, tôi khác. Tôi làm công việc khác, kiếm ra nhiều thứ hơn. Mà nói thật ra, cụ Lý cho đấy. Cụ Lý cho á? Ừ. Ô, cụ Lý tốt nhỉ? Sao cụ Lý lại cho mình? Thì khổ lắm, cụ Lý thấy nhà mình nghèo, thấy tôi chăm chỉ vất vả, cụ Lý thương, thế là cụ Lý cho đấy. Yeah. Ừ. Cụ Lý bảo là nhà mình nghèo, cụ Lý cho à? Mình ơi, để tôi mang bánh trưng với quà này sang bên nhà thằng Tuất với thằng Dần cho chúng nó, bởi vì nhà nó cũng nghèo như nhà mình nhá. Sao đây? Ở đâu ra mà làm của thế? Tôi làm vất vả mãi mới được đấy. Của đâu mà cho, thóc đâu mà đãi gà. Tôi làm vất vả được một ít thế này, ông lại mang đi cho. Đúng là cái đồ ngố. Ừ, cụ Lý tốt như thế. Thế để tôi sang tôi cảm ơn cụ Lý nhá. Không cần. À, tôi cảm ơn rồi, không cần đâu phải cảm ơn đâu nhá. Mình cảm ơn rồi à? Thế thì để tôi sang tôi bảo thằng Dần với thằng Tuất là cũng bảo vợ nó sang làm cho cụ Lý, rồi cụ Lý lại cho nhiều quà, cho bánh này, cho cành đào này, cho cả bộ bàn ghế nữa. Không ai vạch áo cho người xem lưng thế cả. Vạch áo cho người xem lưng, sao mình lại xui tôi thế?
Tôi đi làm về bẩn đã tắm đâu mà vạch cho người ta xem người ta lại cười cho. Mà đấy, nói. Thôi. Mình đi tắm cho tôi nhờ nhá. Mặt mũi kiểu lem nha lem nhem người thì bốc mùi hôi ra. Đi tắm đi, xong rồi còn trông nhà. Để tôi đi làm tôi kiếm tiền. Rõ chưa? Nhá, đi tắm đi. Mình đi làm bây giờ? Thì phải đi làm kiếm tiền. Chứ mình ngố thế này làm ra tiền mấy đâu. Nhưng mà đang nắng lắm, đi làm về lại ốm đấy. Không sao, tôi chịu được. Thôi, mình dậy mình đi tắm cho tôi nhờ cái. Đi tắm luôn đi, rồi trông nhà cho tôi. Dậy, đi luôn. Nhanh. Thế mình chịu khó đi làm nhá. Mình đi làm còn được nhiều quà, nhiều bánh. Tôi đi làm từ sáng đến giờ chả có cái gì vào bụng cả, đói lắm. Thôi, đi tắm đi, nhanh lên, đi nhanh lên nhá. Tôi đi nhá. Ừ. Đúng là chồng ơi là chồng, ngốc lắm cơ. Ông ơi, con mệt lắm rồi ông ạ. Ừ. Rõ ràng là con thấy là ông con mình đi qua mấy vườn đào toàn cây đẹp, mà ông có vào xem đâu ạ. Cứ đi thế này thì bao giờ mới đến nơi ạ. Thế mà mày sinh ra cái giờ hỏi đấy hả? À? Dạ không ạ. Mày hỏi gì mà hỏi lắm thế? Mà ông đã dặn cho mày bao nhiêu lần rồi. Ngày Tết mày đi sắm đồ, mày phải vui vẻ, mày tươi cười đó chứ. Mặt mày cứ khó đăm đăm thế à? Hả? Dạ. Qua mấy cái vườn đào kia là đào bình thường. Ông là ông đi chọn cái loại đào thất thốn cơ mà. Dạ. Đào thế thất thốn, con hiểu chưa? Dạ vâng. Ừ. Mà này, quên ông hỏi, lúc nãy trước khi đi là bà gọi riêng mày ra nói cái gì? Đấy ông ạ, chính vì thế nên là con mới thắc mắc với ông ạ. Lúc mà ông con mình đi ấy, bà bảo con là hôm nay ông chọn cây đào như thế nào thì về kể với bà y nguyên như thế. Ví dụ như mà bây giờ ông sẽ chọn một cây đào nó biết nói thì liệu mày về mà có kể với bà không? Ô kể chứ ạ. Ôi, cây đào mà biết nói hả ông? Cây đào biết nói hay như thế thì con phải về con kể cho bà chứ ạ. Này, mày có muốn ăn cả cái ba to này vào mồm không? Hả? Dạ ông ơi. Hả? Dạ, không ạ. Ông là người nuôi mày nhá, lo lắng cuộc sống cho mày, mày phải bênh vực ông chứ. Hả? Dạ vâng ạ, con quên mất ạ. Ừ. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Ừ. Bây giờ ông giao nhiệm vụ cho mày thế này nhá. Dạ. Mày ngồi trên cái cục đá kia nhá, quan sát. Khi nào mà có biến, dạ, mày nhớ để đánh động cho ông biết. Vâng. Bằng cách là thế nào, mày biết không? Đào bà đào đến. Hiểu dạ, chưa? Dạ, con nhớ rồi ông ạ. Nhớ cho nhắc lại cho bộ ông dạ. Sao nào? Ví dụ như có biến. Ừ. Bà đào bà. Tốt. Hiểu chưa ông? Đấy, cái ngoan thì cái gì mà chả có. Dạ, vâng ạ. Ông lại thưởng. Nhớ là các cụ bảo rồi, ăn đã vậy thì múa gậy làm sao. Dạ vâng. Trông cho cẩn thận nhá. Ông cho. Dạ, con xin ông ạ. Dạ, con ra kia con ngồi đấy ạ. Ừ, đi thôi cái gì ấy. Đấy, cũng phải công nhận rồi. Có cái này, cái này, sai bảo nó dễ hẳn đấy. Nó ngoan như cún luôn. Ôi, ma đây. Hết cả hồn. Hiến chờ anh có lâu không? Ông làm em đợi lâu quá, em đi về đây. Ấy, bình tĩnh làm gì, nóng thế. Ông phải đi đòi nợ chứ thì mới có tiền để cho Hế ăn Tết chứ. Ông đi đòi nợ à? Ừ. Thế ông trả nợ đi. Này, riêng ông nhá, cả cái làng này nợ ông, ông không bao giờ phải nợ bố con thằng nào hết nhá. Không phải là nợ bố con thằng nào, mà là nợ Hến. Ừ nhỉ, nợ Hến thì có mà nợ cả đời ấy. Còn Hến thì cũng nợ ông, trả nợ ông đi. Tí nữa. Ừ, tí đấy thì trả luôn đi chứ cần gì đây. À, mà này. Hả? Năm kia thì ông hứa với em là năm sau ông sẽ cho em về làm dâu. Ừ. Xong năm ngoái lại hứa là năm nay
Rồi đến năm nay thì định đến bao giờ ở đây? Yên tâm, sẽ có một ngày không xa. Thế hiểu không? Cái mụ cầm chìa khóa két rồi, bây giờ đuổi mụ đi thì đưa Hến về thì có mà ăn cháo à. Nhéo. Từ từ để ông lừa ông lấy được cái chìa khóa két, sau đó thì ông đưa Hến về, chúng ta sẽ sống trọn đời hạnh phúc với nhau. À, hả? Của em đâu? Cả đời ông còn lo cho được cái gì, mấy cái đồng ấy ra cái nhanh, gì nhanh nào, vừa mới đòi về đây còn gì đẩy đẩy, từ 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 anh sẽ trả nợ hết đi, mà hết trả nợ anh đi nào, rồi tình cảm cái thôi nào, từ từ. Ôi trời ơi, ui ôi ông ơi, bà đào đào bà đào ông ơi, kìa bà đào đào bà đào chết rồi, kìa. Ông ơi, đây, ngất đi. Nhưng mà em có biết làm sao đâu mà ngất? Ngất thì lại có cách chứ. Ôi trời ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ôi trời ơi, làm cái gì vậy hả? Ôi trời ơi, bà. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ông làm cái gì thế này hả? Tôi chết rồi. Ôi giời ơi, con này thì nó đòn rồi. Sắp thăng rồi, khổ quá chết đuối. Tôi đi kiếm đảo thất thốn đi qua đây, thế cô này thì xuống dưới này thì vặt hoa súng về để bày Tết chắc thế. Thế là bị chết đuối. Ôi trời ơi, khổ quá thế này. Đi đâu, ông cứu đi. Mớ người ta, có người chết đuối. Mớ người ta. Ôi trời ơi, làm loạn lên. Năm hết Tết đến rồi, kêu người chết đuối nó rông cả năm. Ôi trời ơi. Mà thôi ông xem ra. Ông làm như thế thì bao giờ nó mới tỉnh, để tôi. Làm cách nào? Lùi ra. Ôi trời. Ôi thôi thế rồi. Ôi tỉnh rồi. Mình rồi tỉnh rồi. Ôi, khiếp ôi trời, mình giỏi quá. Mình giỏi thật đấy. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ôi trời, để tôi chăn nào. Ôi trời, nó bảo ngất mình thì còn mồm nó nói thối quá. Ôi, nhưng mà mồm bà ấy thối, em không thể chịu được thối lắm. Mình không hiểu rồi, anh bao nhiêu năm rồi, có chịu được đâu. À mình ơi, à thế là đã cứu được cháu, nó tỉnh rồi. Ê, mình đã làm phúc rồi, thế là ta đi về đi nhỉ. Thôi nhá, đủ rồi nhá. Diễn kịch như thế là đủ rồi nhá. Tưởng qua được mắt bà. Thích mèo mả gà đồng không? Nhá, chết đuối cái gì? Keo này làm sao mà chết đuối được? Hả? Chết đuối bằng người khô kia à? Thế mà chết đuối à? Làm như bà không biết đi, định qua mặt à? Khổ quá, nó lên đây nó là khô rồi. Khô rồi. Con kia, thứ nhất là đưa tiền đây cho bà. Tiền nào ạ? Tiền đằng sau lưng mày ấy. Đưa đây. Tôi đánh rơi. Đây. Mặt tiền của tôi đi. Đưa đây. Thứ hai ấy là đưa cái gậy của ông đây. Ôi trời ơi, đây. Thứ ba là chết với bà. Ôi trời ơi, cái này đi. Ôi trời ơi. Rồi, nhưng mà anh bảo này, tức giận là kẻ thù có sắc đẹp đấy. Phải đấy, nhân tiện cái cơ hội này, mình về chơi tiếp. Ừ đấy, về nhà anh thì mình lại tiếp tục vui vẻ nha. À, hai người định đi về đâu đấy? Tôi đi tìm Quất. Tìm Quất?
đi tìm quất thế. Úi giời, hóa ra bây giờ tôi mới hiểu một điều. Tôi thì đi tìm đào, còn bà thì đi tìm quất, đúng không? Cây quất đây đúng không? Thứ nhất là cây quất đây. Thứ hai, bà cho tôi mượn cây gậy. Cây quất đấy phải không? Quất này, quất à, mày quất à, mày thích quất à? Chưa đến Tết đã quất vợ ông à? Ôi giời ơi, ông thì chơi đào, bà thì chơi quất. Ông thì ăn chả, con bà thì lại ăn nem. Hại não lắm. Ê, vèo vèo vèo. Vô, tao vô mày cứ gọi vèo lần nào cũng thế. Khổ quá thì vô mới vèo như nhau thì ngồi 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 tao bảo. Điều gì đấy? Chị vui đấy. Này 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 này. Cầm cầm cầm. Tanh ấy. Cá đương nhiên là phải tanh như thế. Được đấy. Thế theo mày chỗ này hết bao nhiêu cút? Cút gì? Của mày chứ của tao đâu. Này, mày đi cuốc ruộng về rồi đúng không? Bây giờ mày ngồi chờ tao một tí nhá. Tao đi nướng cá, hai anh em mình ngồi luôn ở đây. Ngồi kiểu gì? Tao phải về, không vợ thì nó chửi đó. Ôi giời ơi, tại sao mày lại sợ vợ thế nhỉ? Mày không nhớ hôm trước uống rượu nhà mày về xong rồi ngủ ngoài cổng ấy. Ngủ ngoài cổng à? Tại sao mày lại phải ngủ ngoài cổng? Hả? Mày về mà hỏi vợ tao ấy. Mà tao nói thật nhé, ăn cơm với vợ thì ngày nào chả ăn. Tao với mày lâu lắm rồi không gặp nhá. Biết hôm rồi. Nay có con cá ngon thế này, mày ngồi đây chờ tao nướng một lúc thôi nhá. Biết rồi, nhưng mà bây giờ tao không thể ngồi uống với mày được. Vợ nó vừa gọi kìa. Khổ quá, cả cái làng này chỉ có tao với mày là hợp cạ uống rượu thôi. Chứ bây giờ tao mà gọi cái thằng lớp nó sang nó uống rượu cùng ấy, thì con cá này chỉ một lúc là hết. Thằng đấy nó chỉ ăn thôi chứ nó cũng uống rượu đâu. Con này mà dán lên mày cứ nhắm mắt vào mình. Hít hít này, cái mùi tanh tanh của cá này mà nướng lá chuối nhá. Tao nói cho mày biết, ngồi đây nhá. Gió thoang thoảng thế này nhá. Xong mày làm một vài câu thơ nữa. Úi giời ơi, cứ gọi là đen đét. Vợ tao nó lại... Sao? Không cho đi uống với mày. Nó cấm. Sao lại cấm? Nó bảo ai chứ mày mà sang ấy là nó cấm cửa. Vì nó bảo đi chơi với mày là mày không làm ăn cái gì cả. Chỉ suốt ngày rượu chè. Thế được rồi. Vợ mày nó nói tao như thế thì cũng được thôi. Thế nhưng là quan trọng là mày có thích uống rượu với tao không? Mày biết thừa rồi còn gì nữa. Mà nhà tao thiếu gì rượu. Nhưng vấn đề là đi với mày là vợ tao cấm. Tao biết rồi. Nhà mày còn một chum rượu rất ngon nhá. Mà mày chưa mở nhá. Thì vậy thế này. Tao mà sang xin được vợ mày cho mày đi uống rượu với tao thì mày mất gì? Xin lỗi mày đi. Mày mà chưa đến cổng vợ tao nó đã chửi rồi. Thôi được rồi. Bây giờ tao sang xin vợ mày, vợ mày đồng ý cho mày đi uống rượu với tao, thì mày sẽ phải mang rượu nhà mày đi nhá. Mày phải khai cái chum ấy ngay. Được chưa? Nếu nhá mà mày xin được nhá thì không những một chum mà năm chum luôn. Mà tao nói mày nhá, lúc vợ tao nó làm gì mày đừng có trách. Thôi được rồi à. Ngắn gọn là tao mà xin được là mày phải khai chung rượu mới nhá. Thằng nào nuốt lời thằng đấy làm con tuất. À, chưa biết thằng nào con tuất đâu. Nhá. Đi. Mày cứ chờ đấy nhá. Có rượu ngon rồi. Ổn không? Ổn không? Có gì đâu mà không ổn. Vợ trong nhà. Cô Héo ơi. Rồi. Làm gì đấy? Thì gọi vợ ông còn gì nữa. Vợ tao với vợ mày đâu mà mày gọi cứ như là mày về nhà mày. Không muốn tôi gọi vợ ông ấy thì ông vào ông gọi vợ ông ra đây. Gọi nó ra nó oánh cả hai đấy. Đừng có đùa với nó. Khổ quá. Thì ông cứ vào ông nói với vợ ông đi. Chưa thử làm sao mà biết được. Đi vào đi. Khổ quá, đi vào đi. Bẩm mình là có vập nó. Vập 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 vập.
Hả? Nói bao lần rồi, giao du gì với cái ngư ý? Thấy chưa? Vợ nó ghê lắm. Nó mà ra đây, nó oánh cả hai luôn. Ừ. Thôi, về đây, không khác. Khổ quá nhỉ. Bây giờ, ông vào ông mời vợ ông ra đây. Không sợ, thử lại lần nữa, vào đi. Vừa bảo rồi. Khổ quá, bây giờ vào lại. Nói trân trọng là có chú vập, chú chờ, chú muốn thưa chuyện. Cứ vào đi, vào đi. Vào, vô đấy, vâng. Chết. Bảo vợ là... Chú... Bẩm cái gì hả? Thế nói đến như thế mà vẫn cứ cố à hả? Không, à, lần này... Hôm nay gan ông to bằng gan rời à? Không, hả? Lần này... Đấy. Đúng là cái đồ mặt dày. À, thế? Tâm căn tàng là đôi bờ ly biệt. Ô, thế sao thế? Thế sao lại ly biệt? Cô Héo ạ. À. Hôm qua ông còn quét sân mà nay ông đã lạnh chân mất rồi. Thì sao lại để ông lạnh chân thế? Tôi phải sửa cho ông đi chứ lị. Khổ lắm cô ơi. Nhạc phụ tôi ra đi đột ngột. Giờ đây để lại con vợ tôi. Này, khổ lắm. Bác ấy bảo là ông cụ đi đâu? Ra đi, mới lạnh chân có nghĩa là cụ mất. Ôi dồi ôi, cụ chết rồi á? Ôi thế, sao cụ lại đi nhanh thế? Cụ con đang khỏe mạnh bình thường cơ mà. Ai biết này, bác Phạm ơi, thế cụ đi rồi à? Đi làm rồi. Làm sao cụ đi? Mà đi lúc mấy giờ? Vừa xong. Ôi dồi ôi, vừa xong à? Ôi thế đi. Thân phụ tôi ra đi đột ngột, cả nhà đang lo hậu sự. Ôi tội quá bác ạ. À. Bác ơi, thế bên ấy thì còn có cái việc gì không? Giờ còn mỗi cái đận đào huyệt. Đào huyệt hả bác? Này, mình ơi, hay là mình thu xếp mình đi đào huyệt cùng với chị. Ông giỏi à? Tôi đàn bà con gái thì ông lại bảo tôi đi đào huyệt. Tao làm sao được? Thế làm nào? Thì ông đi thì còn làm thế nào nữa? Nhưng mà đói, đã ăn đâu? Ăn uống cái gì? Cứ đi sang đào đi. Đào xong rồi gác người ta cho ông ăn. Hay thế, thôi đi. Bác Phạm ơi, người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tân. Thôi thì ông cụ cũng đi rồi, bác cũng bớt bớt đau buồn. Nhà em sang thì xem có việc gì thì phụ thêm cho nhà bác nhá. Vâng. Ông đi đi, đi luôn đi. Thôi đi. Thôi. Cảm ơn cô. Vâng, không có gì bác. Đúng à. Là hàng xóm láng giềng. Vâng. Xỉu. Cái gì? À, thế... Ôi giời ơi! Tức là vợ của... Là con gái Diệu của cụ. À. Không... Diệu để pha nước vang ấy. Áo! Diệu! Thế. Còn đứng được mặt ở đấy à? Đi vào đi, nhà mình thiếu gì Diệu? Ôi! Nhạc phụ ơi! Thôi em có mấy lời em xin thưa với bác ạ. Lúc nãy em cũng không hiểu chuyện gì. Em lại cứ tưởng nhà em thì đi rượu chè đâu. Thì em nói nó hơi quá thì bác bỏ qua cho em. Chứ người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận, tình làng nghĩa xóm. Em cũng xót ông cụ lắm bác ạ. Khổ thế chứ. Đi. Về. Mình đi đi. Đi. Lấy chưa? Lấy à? Vâng, cảm ơn. Nhưng mà bác về nhá. Vâng. Bác về đi. Ơi, nhạc phụ ơi. Này, cá đã chín đâu? Nhìn thèm, mỡ nó chảy xuống đây. Này, chờ tí, bình tĩnh. Mà rượu đâu?
Này, chén đây. Vào. Chính nhà mày rất là thông minh. Nhà thông minh của mày mà mới có món này. mày hít em thôi. Anh như tao bảo này. Tí lậu rồi. Sao lại lộ? Mày sang mày mắt mày cứ nhìn chằm chằm vào vò rượu xong lại còn nuốt nước bọt. Còn lâu mới lộ được. Đấy. Lúc đấy là tao nghĩ đến cái món cá nướng này này. Ê, chứ còn rượu thì ngày nào tao chả uống mày. Uống đi này. Tao bảo mày này. Mày hơi ác. Rượu của mày ngâm lâu. Thơm. Thôi mày đừng có giả vờ. Tao đã bảo mày hơi ác. Ác cái gì mà ác? Này, mày nói dối cái gì cũng được, nói dối là nhạc phụ mất. Ồ, cái thằng này, tao thấy bình thường. Này nhá, cuộc đời sinh ra, đúng không? Có sinh, có tử. Kiểu gì sinh ra rồi mà chả chết một lần. Nha. Nhà mày thấy đấy. Cái ông bố vợ tao ấy, nhá. Nhà lão giàu như thế. Thế nhưng mà lão đã bao giờ cho tao với vợ tao được một đồng để mua bộ quần áo mới chưa? Ha? Lão ấy chết sớm thì tao còn được thừa hưởng cái tài sản. Biết là thế nhưng mà nói dối thế nó cứ thế nào. Thôi, đi một ngày đàng mày phải học được một sàng khôn như tao ấy nhé. Uống đi, uống đi. Nướng lâu quá, tắt lửa ở nơi rồi đây. Nó phải nướng bằng than thì nó mới ngon. Chứ nướng bằng lửa nó khói, nó ám khói nó không ngon. Mày cứ bình tĩnh nhá. Này, tiếp đi. Uống vừa thôi, tại đợi. Trong lúc này chờ cá chín thì phải túc tắc cái gì đi. Được rồi. Ánh rồi, tạm thôi, trong lúc chờ cá chín. Ôi, ngon quá. Uống đi. Rượu ngon lắm. Ôi trời, cô tôi. Ô, chị Héo đấy ạ. À? Lâu lắm mới thấy chị. Này biết là cô tươi rồi. Cô cũng tên là tươi rồi. Dạ. Nhưng mà nhà đang có việc mà cô vẫn cứ tươi thế này thì tôi cũng đến chịu đấy. Ô kìa chị, việc gì ạ? Tôi nói thật nhá. Dạ. Chỗ chị em mà tôi quý tôi mới nói đấy. Cái thứ nhất là cô ăn mặc như này tôi thấy nó không phù hợp. Nhà mình đang có việc. Mấy cái thứ hai là... Ốc kia. Cô phải buồn hay là thế nào chứ sao cô lại cứ tươi thế này? Ôi chị này hay thật. Cô làm sao được mà buồn. Chị nhìn em này. Mặc váy, mặc áo, đủ cả. Có hở chỗ nào đâu. Tôi có nói là cô hở đâu. Thậm chí là lại còn thừa ra đây này. Thôi nhưng mà nhà mình đang có đám. Mà có đám thì không ai người ta ăn mặc nó lòe loẹt sặc sỡ thế này. Đấy, tôi đang định sang để tôi hỏi thăm đấy. Không biết là thế cụ đi lúc nào, cụ đi mấy giờ cô? Gớm khổ cụ quá. Cụ ấy ạ? Vâng. Ôi chị này, chị cứ đùa. Cụ nhà em á, đi từ lâu rồi. Tôi có nói là cụ nhà cô đâu. Đương nhiên là cụ nhà cô phải đi lâu rồi. Đến cụ nhà tôi còn đi lâu rồi. Đấy. Tôi nói là tôi nói ông cụ thân sinh ra cô ấy. Đấy nhắc đi tôi buồn lắm cô ạ, gớm khổ. Sinh thời đấy cụ tốt tính tử tế lắm. Nhìn mặt cụ thì hơi đều một tí thôi nhưng mà cụ tốt lắm, cái tâm cụ tốt. Tôi nhớ cái đận mà tôi đẻ đấy. Thế là cụ mang chai tương, cụ sang cụ cho tôi mượn. Tôi chưa kịp trả cụ thì cụ đã đi rồi. Này cái chị kia. Cái chị kia. Tôi hỏi chị, gia đình tôi ăn ở đối xử với chị có đến mức nào đâu. Hai chị em có chuyện gì mà có tiếng đấy. Ông ơi, con cắn dao cắn cỏ con lại. Ông ơi, ông hiểu cho con. Không phải là con muốn ăn không ăn hỏng chai tường của ông đâu. Con định sang thì con giả chai tường cho ông. Nhưng mà con chưa kịp giả thì ông đã đi rồi. Ông ơi, ông ơi. Mấy em sao đấy hả, Hẻo ơi? Con lại không sao rồi à. Này. Ok, mấy em sao đấy, Hẻo? Ông đây mà. Mày không nhận cho ông à? Ông là người hai mà. Mà cái đầu chị ấy. Ông là người. Mày có vấn đề gì đấy à? Con Héo này. Sao? Ông ơi.
Ôi, ông là người ạ? Ừ. Ông cho con sờ tí được không ạ? Đây, sờ thoải mái, nhiều cũng được, không cần phải một tí. Ê. 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 Sao? Ai? Ôi, cái chị này. Ôi giời. Đau. À, ông đau à? Ừ. Ôi thế, ông đau thì ông là người rồi. Thư, ma làm sao mà biết đau ông nhỉ? Này mày rửa ông chết à? Không. Dạ, khổ quá còn có rửa gì đâu ạ. À. Ừ. Thì chả là con rể ông sang nhà con. Thế xong rồi là chú ấy bảo nhạc phụ đại nhân đi rồi. Ôi giời ơi. Con nghi nghĩa tử là nghĩa tận. Con còn bảo nhà con là sang bên nhà ông xem có việc gì để con giúp đỡ. Thì hai anh em còn rủ nhau ra đồng đào huyệt ạ. À. Đào huyệt? Vâng. Cho tôi. Ôi, chết. Thế là thế nào? Ô thế là mình bị quả lừa à? Chứ còn gì nữa mà ông còn sống sờ sờ ra đây này. À, tôi chết rồi ông ơi. Thế thì là con cũng bị lừa rồi ông ơi. Lừa cái gì? Thì thằng chồng con nó lừa chứ còn gì nữa. Ôi thầy ơi, thầy ơi. Thầy bớt giận ạ. Nhục quá. Đời thủa nhà ai? Con rể mà lại rủa nhạc phụ chết. Cái ngày mày nặng nặc đòi đấy nó, mày bảo đó là củ khoai, củ sắn. Khoai hà. Bao nhiêu thằng ở làng bên nó hỏi lấy làm vợ thì không ưng thằng nào. Này, nhất là cái thằng lớp ấy, nó vừa ngoan, nó vừa khỏe, nó cày ruộng rất giỏi, thế lại không đồng ý. Bây giờ đấy, mày thấy chưa, nhục chưa? Con biết lỗi rồi ạ. Biết lỗi thì làm thế nào? Ngày hôm nay nó rủa tao chết, rồi ngày mai không biết nó rủa ai chết nữa, rồi đến lượt mày nữa đấy. Thầy, hôm nay thầy cứ ở đây, con sẽ xử đẹp thầy luôn. Tao làm gì mà mày xử đẹp tao? À không, ý con là hôm nay chồng con nó mà về, thầy chỉ cần ở đây, thầy chứng kiến cho con, con sẽ xử ra ngô ra khoai để không bao giờ xảy ra cái chuyện này nữa. Không xảy ra chuyện này nữa. Khoai sắn về đấy. Này, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cháu nhạc phụ. Rượu ở đâu đấy? Nhạc phụ của anh chết rồi. Chết rồi thì sống lại. Ở trên đời này chết đi sống lại nó là chuyện bình thường. Không phải không em? Không phải ai là em? Ôi, đi vào đây với tôi. Em đã bảo là nhanh. Tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Trời ơi, đẹp mặt chưa? Nhục. Mà vô đơn trí. Thằng nào giao đường lại còn Vập ơi. Ở đâu nhà mình ý? Mình ơi. Tôi tưởng ông đi đào huyệt cơ mà. Đào xong rồi. Thế sao ông đào thêm cái nữa? Một người chết thì đào hai cái huyệt là đào làm cái gì à? Hả? Ba chai chưa say à? Ông đi luôn đi. Đi đâu? Ông còn về đây làm gì nữa hả? Vẫn chứng nào tật đấy? Này rồi? Tôi nói cho ông biết nha. Hôm nay ông ra ngoài đường mà ngủ, khỏi phải về nhà nhá. Ê, chết rồi. Có bọn nào nó lại đi vào nhà mình nó cầm dao kìa. Đừng có mà linh tinh. Cái gì thế này? Ôi ôi, anh ơi. Anh lại cầm dao ấy, đâm em ấy làm gì? Này tôi không đùa với ông đâu nhá. Đây. Đây. Tôi không đùa với ông đâu đấy nhá. Ông Bồ. Ông Bồ ơi.
Ông bố ơi, này tôi không đùa đâu đấy nhá. Ông bố ơi. Ai đùa với bà? Này. Giời ạ. Còn lâu mới vào được nhá. Này nhá, ông có mở cửa ra ngay không thì bảo đừng hả? Đừng có đùa, đừng có tưởng thằng này nó quá say. Say mà đây vẫn giật này hơi bị chuẩn nhá. Giời ơi, này mở cửa ra cho tôi vào đêm hôm thế này. Nhưng mà lần sau không được nhốt chồng ở bên ngoài nghe chưa? Mở cửa ra? Nghe chưa đã thì mới mở. Đấy, có mở ra không? Hả? Quá cửa này. Đi ngủ rồi. Này! Cửa ở ngoài đây. Này! Mở cửa ra! Này! Sao bảo khóa cửa? Giời ơi! Thế này thì say ngoắc cần câu rồi. Giời ơi là giời! Làm gì mà ăn cơm sớm thế? Chưa rồi còn sớm sủa cái gì nữa. Đi về đi. Từ sáng đến giờ tôi cày ở ruộng trên, vừa mới xuống đây đi cỏ đi luống được một tí. Thôi mình về cứ chuẩn bị cơm đi, rồi lát nữa tôi về nhé. Thôi để em cuốc cùng mình cho vui. Thôi mình bỏ ra để tôi làm. Thôi để em làm cùng đi. Ôi cuốc đất thì có cái gì mà vui hả? Này này, lùi ra. Cuốc đất là việc của đàn ông nhá. Còn mình muốn làm ấy, chiều mình lên ruộng trên, tao hồ vào làm nhé. Vâng. Dậy nhanh, rồi còn về ăn cơm nhé hả? Đấy, đang cuốc yên lành, tự nhiên mình lại ra mình bảo là cuốc nhanh về ăn cơm. Thế vội vội vàng vàng cuốc vào viên đá rồi này. Đấy. Mình mà nghe em ấy về ăn cơm luôn, thì có phải là đỡ cuốc phải đá không? Thôi, vừa mạng cái cuốc xong, mà cuốc vào viên đá mẻ rồi. Đã thế nhá. Ông móc viên đá này lên, lần sau đỡ phải cuốc vào nó nữa. Mình ơi, không phải đá mình ạ. Cái gì vậy mình? Cái nắp niêu mình ạ. Mà này, mẻ cả cuốc mà nắp niêu không sao. Tốt đấy mình ạ. Mình cầm đấy. Cả cái niêu mình ạ. Mình ơi, sao trong ruộng nhà mình lại có cái niêu nhỉ? Em cũng không biết nữa. Mà này, niêu bị cuốc vào mà không vỡ, chính tỏ là niêu tốt đấy. Hay là mang về nhá. Vâng, thế là em có cái niêu để kho cá rồi. Thôi, mình mang về rửa sạch đi, rồi tôi cuốc đốt rồi về nhá. Vâng, mình về luôn nhá, em đợi cơm đấy. Mà này, tôi bảo, hay là mình về mình rửa sạch cái niêu đi, rồi tôi xuống sông, tôi kiếm con cá về kho luôn nhá. Vâng, em chờ mình nhá, em về trước đây. Mình ơi, cơm chín chưa Mình ơi? Dạ. Mình ơi. Ôi giời. Mình ơi. Cái niêu. Cái niêu làm sao? Một niêu cá đầy. Mình ơi, cá là phải kho hai lửa ăn mới ngon được ạ. Không, hôm qua mình câu có một con cá nhỏ thôi, nhưng em kho được đầy cả một nồi luôn. Cái gì? Một con cá nhỏ mà kho được một nồi đầy? Đây, mình nhìn xem. Ôi dồi. Mà em bảo nhá, hôm qua nhà mình còn mỗi một nhúm gạo thôi, mà em nấu thế nào mà đầy cả một nồi cơm luôn. Mình nói là một nhúm gạo mà được đầy một niêu cơm. Vâng. Một con cá nhỏ
thì lại được đầy một nồi cá. Vâng. Thầy ơi, không lẽ đây là cái niêu vàng, niêu vàng, niêu bạc, niêu quý rồi mình ạ? Ông trời thương mình rồi. Vậy là ông trời ơi, ông trời thương vợ chồng con rồi. Ông trời đã cho vợ chồng con cái niêu quý này. Từ giờ vợ chồng mình bớt khổ rồi, không phải lo cơm từng bữa nữa mình ạ. Con cảm ơn ông trời. Thằng Nô đâu? Nô đâu? Giờ này mà chúng mày vẫn chưa cơm nước thì là sao hả? Đi đâu hết rồi? Ôi giời ơi, giờ này vẫn còn ngồi đấy mà uống rượu được, trông cái mặt kìa phè phỡn ghét thế. Sắp đến bữa ăn thì không uống rượu thì làm cay dề ha. Suốt ngày chỉ có ăn mới uống thôi. Mau nay bà làm sao? Tôi làm sao? Sao bà thì cấm cậu đấy hả? À, vừa ấy đánh tổ tôm thì thua đúng không? Thua mới thắng thì liên quan gì đến ông? Này, tôi nói cho ông biết đây này. Đây là một cái chuyện liên quan đến ông này, liên quan đến cả họ nhà ông đây này. Có nghe không? Chuyện gì mà liên quan đến cả họ nhà tôi thế hả? Chuyện cái thằng em trai ông ấy. Mà thôi, mà đừng nhắc đến chúng nó nữa nhá. Không nhắc à? Nó vừa vượt mặt ông đây. Vượt mặt tôi? Này, bà thử nhìn lại xem. Nhà cửa này, sân vườn này nhá. Bà lấy hết của chúng nó. Tài sản hương hỏa ông bà để lại, bà cũng lấy hết của chúng nó. À, bà cho chúng nó mỗi cái túp lều rách với lại một cái mảnh ruộng đấy. Thế thì nó vượt mặt tôi bằng cách nào? Này, ông đừng có mà đổ tiếng ác cho tôi nhá. Nhà cửa ruộng vườn bà cướp hết của chúng nó này, tôi nói cho ông biết nhá. Tất cả cái chỗ nhà cửa ruộng vườn này mà không bằng cái mảnh ruộng của nó đâu nhá. Ngày xưa tôi bảo ông rồi, là lấy lại cái mảnh ruộng ấy đi, thì lại cứ bảo là cứ để cho nó còn một cửa sống. Đấy, bây giờ đấy, cái mảnh ruộng của nó hơn chán vạn cái nhà cửa ruộng vườn nhà ông. Thôi, mà tham nó vừa thôi. Nó có cái mảnh ruộng bằng cái bãi nước đáy chó đi, thì mà bây giờ cũng định cướp nó. Không để cho chúng nó, thì chúng nó ăn bằng cái gì? Hả? Ôi trời ơi, này tôi nói cho ông biết nhá. Ông nhìn như thế thôi, nhưng mà ông là không biết nhìn xa trông rộng. Ôi trời ơi, bảo đi. Làm sao mà thằng em nó chả vượt mặt. Bà đừng có hỗn nhé, nhé. Bà nói rõ tôi nghe xem là nó vượt mặt tôi thế nào hả? Không, hả? Làm gì có trên đời nào nó lại có cái điều nữa thì kỳ lạ đấy như thế. Cái ông này nhở, tôi không nói đùa với ông đâu đấy nhá. Đó, thật 100% đấy. Chứ còn gì nữa. Thôi, mà cũng có khi vì tôi thấy là vợ chồng nó dạo này là cứ khí suốt thôi. Trời ơi, tôi đã bảo rồi mà lại. Ôi, thế này không được rồi, không được rồi. Chứ còn gì nữa. Đáng nghĩa ra nó tìm được cái yêu quý như thế là nó phải chia đều ra, đúng không? Đúng. Vì ruộng đấy là của ông bà để lại mà. Không phải chia đều ra, mà cái niêu đấy ấy, là nằm trên cái mảnh ruộng thuộc sở hữu của vợ chồng mình, đúng không? Thì cái niêu đấy đáng lẽ ra là phải thuộc về tôi và ông. Ông hiểu chưa? Láo quá, láo quá. Không được. Quá láo. Nhưng mà mình cho nó rồi thì bây giờ nó đào được là của nó chứ làm sao mà. Ơi, của nó là của nó thế nào? Của tôi. Bây giờ ông phải nghĩ cách đi nhá. Nghĩ cách làm thế nào để mang cái niêu về đây cho tôi nhá. Thôi được rồi, bà cứ bình tĩnh. Để tối nay tôi nghĩ rồi ngày mai tôi ngẫm. Trời ơi, ngẫm mới nghĩ cho nó lắm vào, cho nó chín hết cả ra. Ông làm thế nào thì làm nhá. Tôi chốt một câu là ông phải mang cái niêu về đây cho tôi nhá.
thằng này hỗn, hỗn quá. Cái niêu là phải thuộc về ông. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Chú, vợ chồng chú đâu? Vợ chồng chú đâu? Dạ em đây bác ơi. Úi dồi ôi, bác cả đấy ạ. Đây, đây rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Có chuyện gì thế bác? Trời ơi, tại sao một cái chuyện tày đình như thế? Chú lại giấu tôi, chú không nói gì với tôi cả là sao? Chuyện tày đình à? Vợ chồng em có giấu gì bác đâu. Có chuyện gì bác cứ ngồi xuống đây. Ôi sổ ơi, không ngồi được rồi. Ôi này, cái đấy nhá là cái tội mà chu di thất thất kiểu tộc. Rồi ơi, chết chết cả họ rồi chú ơi. Bác cả nói gì em không hiểu. Vợ chồng em có làm gì sai trái đâu mà lại dính vào cái tội là chu di kiểu kiểu tộc là tội gì hả bác? Ôi sổ ơi, tôi nói cho chú biết nhé. Quan quân triều đình người ta về đến gần đến làng này rồi. May mà tôi có tí cước sắc ở trong làng này, tôi biết trước cho nên tôi mới sang đây để tôi tìm cô chú rồi. Khổ quá, thì có chuyện gì bác cứ ngồi xuống đây. Chứ bác nói em chả hiểu cái gì cả. Không ngồi được nha, phải đứng thì mới nói được. Này, nhưng mà chuyện gì ạ? Có đúng cô chú nhặt được một cái niêu mà cho vào đấy một ít cá thì nó sẽ đầy nồi cá, cho một ít gạo thì nó đầy nồi cơm, đúng không? Sao bác lại biết ạ? Ui giời ơi, có cái gì mà tôi không biết hả? Chú có biết cái niêu đấy là của ai không? Ô, em làm sao biết được? Em đào được ở ruộng thì em mang về em dùng thôi. Ui giời ơi, những cái đồ quý như thế là của nhà vua chứ của ai nữa? Ui giời ơi, người ta bắt được con chim quý, người ta cũng phải tiến vào vua. Người ta có cái cây rau quý, người ta tiến vào vua. Đằng này cả một cái niêu quý như thế chú lại giữ ở nhà mà chú dùng. Trời ơi, chú có biết lấy trộm của nhà vua là phạm vào cái tội chu di thất thất kiểu tộc không? Ôi, nhưng bác ơi, có phải là em ăn trộm đâu. Em đi làm ruộng, em đào được cái niêu thì em mang về em dùng. Chứ có phải là em ăn trộm của nhà vua đâu hả thế bác? Thế tôi hỏi chú nhá. Dạ. Cái đất này là của ai? Dạ, của nhà vua. Đúng rồi, thế cái bầu trời này của ai? Dạ, cũng của nhà vua. Thế cái niêu ấy chú đào ở đâu? Dạ. Ôi dồi ôi, đúng bác chưa ơi. Rồi ôi, nhà vua vừa mới loan tin là mất cái niêu quý do kẻ trộm lấy trộm. Thế là bây giờ ai mà là người cầm cái niêu đó thì quy là kẻ trộm. Ôi dồi. Và chu di thất thất tiểu tộc, trời ơi, không những chú làm hại vợ chồng chú mà chú làm hại cả họ này rồi. Ôi trời ơi, ông trời ơi, em cứ tưởng là ông trời thương vợ chồng em cho vợ chồng em cái niêu quý, ai ngờ lại rước họa vào. Bác ơi, không phải mình chú họa đâu, cả họ này, con cháu chất chút chít 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 để đều họa rồi. Ôi bác ơi, bác ơi, bác là người có cước sắc trong làng, bác bảo em phải làm thế nào bây giờ? Bác? Làm cái gì nó mau vợ chồng mà trốn đi chứ làm cái gì? Vợ chồng em biết trốn ở đâu bây giờ? Trốn bác? Đâu là việc của cô chú chứ. Không được đâu bác ơi, em lạy bác. Bác thương em. Không. Bác xem bác có cách nào bác cứu vợ chồng em đi ạ. Không, tôi không dây vào cái chuyện đấy đâu, dây vào cái chuyện đấy, dây vào nhà vua là chết cả nốt đi. Thôi. Ôi trời ơi, sao chú lại ẩu thế nhỉ? Bác ơi, bây giờ em phải làm thế nào bác? Ôi, thôi, chú ngồi lên đi, tôi đã dạ. Chết đâu mà chú cứ lạy thế. Ừ, bác ơi, ôi bác xem cách nào cứu vợ chồng em đi ạ. Ôi trời ơi, thôi bây giờ thế này nhá. Dạ. Bác tìm gì ạ? Cái niêu đâu? Dạ, cái niêu vợ em đang để dưới bếp ạ. Mình ơi! Dạ! Mang cái niêu lên đây! Có chuyện gì thế hả Mình? Ôi trời ơi! Cái niêu đâu? À, em để ở trong bếp ạ. Ôi dồi, mang lên đây nhanh lên. Cổ quá, mang lên đây. Cái đồ quý như thế mà để trong bếp, nhớ thằng nào nó lấy. À đấy, ôi dồi ôi, nó lấy trộm mất một cái thì chú chết, tội còn nặng hơn. Mình ơi, niêu đây ạ. Ôi dồi ôi, ôi dồi, để xa. Sao thế bác? Ôi dồi ôi, cái niêu nó ám khí, chết sắp cái này mà cũng dư. Bác ơi, vợ chồng em có biết đâu, cứ tưởng là ông trời thương, ông trời cho cái niêu quý để đỡ khổ. Ai ngờ. Ôi dồi ôi. Sao thế hả bác? Ôi dồi ôi, thôi bây giờ thế này nhá. Dạ. Bây giờ tôi, ôi dồi ôi, nhưng mà thôi tôi không làm đâu. Ôi dồi bác ơi, em chăm lạy bác. Bác xem có cách nào bác cứu vợ chồng em, cứu cả họ tộc nhà mình nữa ạ. Đấy, vấn đề là cả cái họ tộc này. Dạ vâng. Chứ không, tôi không thể bỏ mặc được. Dạ. Thế bây giờ thế này nhá, tôi sẽ mang cái niêu về. Vâng. Sau đó là tôi sẽ đưa lên các bô lão của làng. Dạ. Thế tôi nói là chú em vợ chồng chú em tôi đào được. Vâng. Và đã đưa cho tôi. Dạ. Nhờ tôi bàn với các cụ bô lão là để tìm cách để đưa lên cung tiến ở nhà vua. Dạ. Ấy, vâng vâng may vâng ra vâng.
may ra thì mới cứu được nhá. Dạ, dạ vâng ạ. Ôi. À, mà thế bác biết cách dùng chưa ạ? Dùng làm cái gì mà cần gì phải biết cách dùng. Dùng rồi. Mà dùng thế nào? Dạ, dùng thế nào mình? Bác ơi. Thế à? Dạ vâng. Ờ, đơn giản thế thôi á. Dạ vâng. Ờ, nhưng mà thôi, cái này của vua mình dùng gì nhỉ? Dạ vâng vâng. Thì bác ơi, bác mang cái niêu về, xong bác tìm mọi cách, bác cung tiến cho vua để vợ chồng em thoát chết bác nhá. Nhá. Dạ đấy, vâng. Cái này như thế này là nguy hiểm lắm ấy. Rồi. Dạ vâng. Tôi về nhá. Dạ vâng ạ. Ôi. Dạ, đội ơn bác ạ. Quá nguy hiểm rồi. Ôi. Ôi mình ơi. Cứ tưởng là ông trời thương, ai ngờ. Ôi trời ơi, phải công nhận nhá, ông trời phú cho tôi lấy được một người chồng mà khôi ngô tấn tú chiều vợ. Đã thế lại còn mưu mô xảo quyệt không ai bằng. Ông trời phú cho tôi một người vợ phúc pháp trắng trẻo xinh đẹp mà cũng xảo quyệt mưu mô. Này, cái đấy nó gọi là nồi đất úp vùng đất nè. Nghe đây thằng em, tôi chưa nói xong. Mà phải công nhận cái thằng em mong mà nó ngu thật đi. Nhìn gì thế bà? Gì? Nó là em ruột tôi. Bà nói thế thì họ này tôi ngu. Bệnh. Nó thật thà. Vâng. Thôi thôi thôi, mở ra đi. Sốt ruột lắm. Ui dồi ôi. Sao mình lại đập vào thế? Ui dồi ôi, mày quá. Nó mà vỡ thì toi. Này, nghe đây. Thằng em tôi nó dặn là khi hai vợ chồng mình bỏ tiền vào trong này và lấy ra là cũng phải nhắm mắt thành tâm, mở mắt ra là hỏng luôn. Thế bà hiểu chưa? Nhá. Thế thôi là bây giờ bà bỏ tiền vào đây, xong đó là hai vợ chồng mình mở ra và đầy một hũ tiền. Cứ thế tao bỏ vào từ giờ đến sáng mai thì có vẫn đầy cái nhà này. Tôi hiểu rồi. Nghĩa là bây giờ nhá, mở cái hũ này ra. Đúng rồi. Đúng không? Xong bắt đầu hai vợ chồng mình nhắm mắt thả tiền vào, sau đó thì đồng ông vợ đồng chồng thò tay vào bốc. Bây giờ tôi sẽ thả tiền vào nhá. Bao giờ tôi bảo ông ấy là mở nắp là ông mở nhá, thì tôi thả tiền vào, nghe chưa? Nào, nhắm mắt vào. Bé thôi, hàng xóm láng giềng nó biết rồi chứ. Để lên đây thì nào, để nào. Nhắm mắt. Nhớ nhá, tuyệt đối không mở. Không được mở mắt. Mở nắp chưa? Mở rồi. Thả tiền này. Thả chưa? Thả rồi. Thôi. Tay đâu? Nào. Đâu? Mở nắp. Đồng vợ, đồng chồng thò tay vào. Ôi trời ơi. Cái gì thế này? Ôi dồi ôi. Bồn. Trời ơi, thế này là thế nào? Ôi dồi ôi, còn thế nào nữa? Có nghĩa là tham thì thất. Sao lại như vậy nhỉ? Sao lại là bùn hả mình? Thì chẳng là bùn thì là cái gì nữa ạ? Trên đời này làm gì có cái niêu thần kỳ nào? Không làm thì lấy cái gì mà ăn ạ? Em thấy nhà thì có mỗi hai anh em, mà bác cả cái gì cũng dành phần hơn. Em nói thì mình cứ bênh, nên là em nghĩ ra cách này để cho mình hiểu. Tôi hiểu chứ, tôi hiểu hết mình ạ. Thế nhưng mình nghĩ xem, nhà chỉ có hai anh em, thầy U mất rồi, tài sản thầy U để lại, bác cả cho cái gì thì tôi nhận cái đó. Nếu như tôi cũng tham sân si như bác cả thì anh em lại nổi ra sáo thịt.
mất hết. Với tôi, tình cảm anh em có giá trị hơn nhiều mình ạ. Em hiểu rồi mình ạ. Thôi, mình đi về đi. Vợ chồng mình về đi.